khi tấn công và phá hủy các bộ mối, chúng có thể bị đuổi khỏi tổ bởi chất hóa học sản sinh ra từ mối lính. Và các tổ mối hư hỏng sau đó sẽ được củng cố lại ngay lập tức bởi các mối thợ. Với cách ăn mỗi tổ một ít như vậy, thú ăn kiến khổng lồ đã tạo cho mình một nguồn thức ăn ổn định và lâu dài.